Rất vui được chào đón tất cả các bạn đến với buổi talk show ngày hôm nay cùng chuyên gia Hoàng Ngọc Sơn về chủ đề hot nhất hiện nay, chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì các trader sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Như các bạn đã biết thì trước tình hình chiến tranh căng thẳng như hiện tại thì giá cả thị trường cũng có những biến động không nhỏ. Vậy những biến động này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các trader? Chúng ta hãy cùng nghe diễn giả Hoàng Ngọc Sơn, Á quân giải vô địch Forex Thế giới 2018 chia sẻ về góc nhìn của mình cũng như những lời khuyên đối trước tình hình hiện tại. Anh có thể chia sẻ với mọi người về cái tình hình hiện tại như thế nào? Thì theo tình hình hiện tại thì chúng ta thấy hiện giờ đang có căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Thì trước khi mà cái xung đột nó xảy ra thì hầu như là các nước trên thế giới, họ chúng ta đã biết phương Tây á, người ta cũng đã có những cái cảnh báo rằng là khả năng là chiến sự sẽ xảy ra. Và khi chiến sự xảy ra thì theo kế hoạch của bên Nga đó, thì người ta nói rằng là người ta sẽ cố gắng làm sao cho cái cuộc chiến này nó diễn ra trong thời gian ngắn nhất, trong vòng khoảng 48 giờ đó. Nhưng mà hầu như khi mà nó diễn ra rồi á, thì khi mà bắt đầu nó diễn ra đó thì bắt đầu giá dầu nó có cái xu hướng là nó tăng lên. Lý do tại sao là giá dầu nó tăng lên, và đặc biệt chúng ta biết là trong thị trường forex này đó, thì nếu những nhà đầu tư thì họ cũng có quan tâm tới sản phẩm như là vàng, là dầu nè, và đặc biệt là trong thời gian qua dầu nó có một cái sự biến động nó khá là mạnh. Tôi quay ngược về trong quá khứ tí xíu, chúng ta thấy rằng từ khi mà đại dịch nó bùng phát thì lúc đó hầu như là mọi cái ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là những cái hãng xưởng này kia, họ dừng lại, và các cái nhà sản xuất dầu thì họ giữ sản xuất liên tục. Và trong quá trình sản xuất liên tục dẫn tới là họ cung liên tục, nhưng mà ở chỗ là nhu cầu không có. Có giai đoạn chúng ta thấy là giá dầu nó âm luôn, giống như là những người sản xuất ra họ cho không. Nhưng qua trong vòng khoảng 2 năm qua thì bây giờ giá dầu nó đã tăng lên gần như tới 100 mấy chục đô. Như vậy thì có cái sự bứt phá rất là lớn. Và tại sao cái giá dầu thế giới nó bị ảnh hưởng vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng là đối với Nga đó, thì họ cũng là một trong nguồn cung cấp dầu cho thế giới. Và cái trữ lượng dầu cung cấp của Nga đối với cái thế giới đó, nó chiếm khoảng 10%. Và khi mà cái xung đột xảy ra thì phương Tây và các nước phương Tây và Mỹ ấy, người ta mới thực hiện cái việc là người ta giống như là người ta cấm vận đối với Nga. Thì làm như vậy là người ta biết rằng là, và cái gần đây nhất là một cái hành động mà đối với phương Tây người ta ra đó, người ta làm, người ta loại bỏ Nga qua trong cái hệ thống thanh toán toàn cầu là SWIFT. Dẫn tới là những ngân hàng của Nga đó mà họ muốn thanh toán, họ chuyển đi thì rồi không chuyển tiền mặt, chứ họ không có thể chuyển khoản được. Thì đó là một trong những cản trở làm cho những cái hoạt động kinh tế diễn ra giữa mua bán giữa Nga và các cái nước khác. Nó cũng làm cho ảnh hưởng đi phần nào. Và đặc biệt là chúng ta thấy hiện giờ dầu á, dầu của Nga đó, thì về cái chất lượng nó cũng không có cao lắm. Nó vẫn so với những cái nước như của Trung Đông thì đương nhiên là cái hàm lượng dầu nó cao hơn. Giống như dầu của Nga thì nó giống mình đã gọi là nó có gọi độ tinh khiết á. Nó không có cao lắm. Do đó bây giờ hầu như là những cái nước mà họ mua dầu đối với Nga đó thì họ ém giá. Và một trong những nước mà mua dầu cơ bản giống như đối với Trung Quốc, họ mua Trung Quốc là họ mua đó, họ cũng ém giá rất là nhiều. Và thậm chí có một số quốc gia họ muốn mua dầu của Nga, họ ra điều kiện là chừng nào dầu mà vận chuyển ra khỏi tới cái lãnh hải quốc tế thì họ mới mua, có nghĩa là giao hàng ở đó mới mua, chứ còn nếu mà đặt hàng để thanh toán ở trong giờ trong nội địa của Nga họ không dám, tại họ nghĩ là trong quá trình vận chuyển ra khả năng sẽ bị tên lửa của đối phương họ sẽ bắn và hạ chẳng hạn. Thì đó là làm cho cái lượng cung dầu của thế giới hiện giờ nó đang có những cái vấn đề là nó gây cái bất ổn. Thì nó làm cho giá dầu khả năng còn tăng lên nữa. Nhưng mà mới đây nhất thì bên Mỹ họ có một cái thương thảo đối với khối OPEC, là OPEC họ chấp nhận họ tăng cái lượng sản lượng dầu lên và khai thác lên, cung dầu lên đó, thì nó làm cho cái giá dầu trong giai đoạn những ngày qua bắt đầu nó hạ nhiệt. Nhưng mà ở chỗ trong về lâu về dài thì khả năng giá dầu nó cũng còn ổn định ở mức cao cho đến khi mà chiến sự nó kết thúc, chứ cũng chưa hẳn là nó biến động nhiều. Do đó nếu mà giả sử như những nhà đầu tư mà họ có trong giai đoạn mà mua dầu á, thì nếu mà giai đoạn bây giờ để mua thêm nữa thì nó cũng là một cái rủi ro. Chứ không phải rằng là chúng ta đầu tư an toàn. Trước những cái chia sẻ của anh thì có lẽ có một cái vấn đề mà khá nhiều người đặt ra và quan tâm, đó là trước tình hình chiến tranh thì chứng khoán thì rất đang là đỏ sàn, thì vậy chúng ta có nên mua bán gì trong thời điểm này hay không, hay là ngồi im chờ đợi thị trường ạ? Nếu mà giả sử như chứng khoán thì chúng ta thấy là thành phần lớn bây giờ, nếu chúng ta đầu tư chứng khoán á, mà nếu đương nhiên là chúng ta phải loại bỏ những chứng khoán gì mà chứng khoán của Nga nếu chúng ta đầu tư chứng khoán. Còn nếu chúng ta đầu tư những chứng khoán mà có những cổ phiếu chứng khoán mà chủ chốt như của Mỹ thì chúng ta vẫn có thể mua vào được, bởi vì đối với ngành nghề của Mỹ nó có những ngành nghề tôi gọi là cổ phiếu blue chip thì nó luôn luôn là một những cổ phiếu tiềm năng. Chúng ta có thể mua vào trong thời điểm hiện giờ giá thấp thì chúng ta để mua vào,
để khi mà mọi việc nó đi bình ổn trở lại thì khả năng nó sẽ mang lại cái lợi nhuận, cái sự tăng trưởng nó cũng khá tốt cho nhà vườn. Cảm ơn anh Sơn một lần nữa vì đã đến tham gia và chia sẻ cũng như đưa ra những lời khuyên dành cho em cũng như tất cả các bạn. Một đêm khó ngủ vì robot Gold kiếm được nhiều tiền cho nhà đầu tư. Có thể xem ngày 23 tháng 3 năm 2022 là ngày vô cùng đáng nhớ với chúng tôi. Đó là ngày mà con robot Gold chính thức phát hành bản thương mại dành tặng cho nhà đầu tư. Điều vượt ra ngoài sự tưởng tượng và kỳ vọng của chúng tôi. Con robot đã mang về lợi nhuận hơn 10% trong ngày đầu giao dịch. Tài khoản tham khảo có khoảng 300 đô la Mỹ, nhưng đã mang về lợi nhuận hơn 40 đô la Mỹ trong ngày đầu giao dịch. Dù hiểu rằng thị trường Gold luôn tiềm ẩn những rủi ro, nhà đầu tư thường bị chi phối bởi cảm xúc giao dịch dẫn đến giao dịch Gold thiếu hiệu quả. Nên việc để cho robot giao dịch Gold cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Tiêu chí ban đầu của chúng tôi là robot Gold có thể mang về lợi nhuận khoảng 5% đến 20% trên tháng là quá tuyệt vời. Nhưng hôm nay, robot ngày đầu xuất quân đã mang về niềm vui rất lớn cho nhiều nhà đầu tư được tặng sử dụng. Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư vượt qua đại dịch, một số broker uy tín đã mua robot của chúng tôi và tặng cho những nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư được tặng miễn phí robot Gold. Nhưng nhà đầu tư phải chấp nhận chi trả một khoản tiền là 10 đô la Mỹ trên tháng để chúng tôi mua VPS để cài đặt robot Gold trên đó. Có VPS, robot Gold sẽ vận hành 24/24 mà không cần điện và internet. Khoản chi cho VPS 10 đô la Mỹ chỉ bằng một buổi ăn trưa cho hai người, nhưng nó có thể giúp robot Gold mang về cho bạn hàng ngàn đô la Mỹ trên tháng. Nếu đọc đến đây và bạn vẫn mong muốn nhận con robot Gold dễ thương này thì hãy gọi hotline trên Zalo 0907 103 253 để được tư vấn. Lưu ý, có nhiều anh chị hiện đang định cư ở nước ngoài và có nhà ý muốn nhận con robot Gold này. Anh chị hãy kết bạn Zalo theo số 0907 103 253 với trợ lý của tôi và nhờ tư vấn để nhận robot Gold.